Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh ICO Review của mình. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một cái dự án cũng theo mình nghĩ là khá là tiềm năng, đó là dự án DealJoy. Và đây là trang web của dự án DealJoy.io. Các bạn có thể nhìn thấy cái giao diện ở đây, thì các bạn có thể đoán được cái dự án này nó nói về cái gì. Đây có một số đây, booking.com chẳng hạn. Đấy, thì đây là cái số tiền ha, hotel.com, tripping, đấy một số cái trang web. Ok, thì DealJoy nó là cái gì? Đó là kiếm tiền điện tử bằng cách mua sắm trực tuyến. Khi bạn mua sắm trực tuyến, bạn sẽ có được cái đồng DealJoy này. DealJoy kết nối người mua sắm trực tuyến với các thương gia yêu thích của họ để cung cấp cashback tiền mặt ngay lập tức. Đó chính là cái thông điệp. Và đây là cái trên một cái chiếc điện thoại iPhone X, và chúng ta có thể thấy được cái số tiền khi mà bạn đã thanh toán mua hàng thông qua cái đồng DealJoy này. Đấy. À, đây đã là có một cái sản phẩm rồi như vậy rồi. Chúng ta có thể thấy đây, DealJoy là một nền tảng cashback toàn cầu trên blockchain. Chúng ta có một số partner ở đây, đó là Liquid Capital, một cái capital quỹ capital khá là lớn, Van Tratum Capital, Global Investment, Grass Business Oil và WH Partner. Đấy. DealJoy là một nền tảng cashback toàn cầu trên blockchain, có dạng thanh toán ẩn danh. Cashback DealJoy được thanh toán ẩn danh trong mã thông báo tiêu tương thích là ERC20, không có chi tiết cá nhân, nhờ sinh thái dựa trên blockchain, không có thông tin cá nhân được yêu cầu với các thành viên của chúng tôi, không bán dữ liệu, thói quen mua sắm của bạn không phải là công việc của ai khác và chúng tôi sẽ giữ nó như thế. Đấy, thì các bạn có thể thấy ở đây, hiện tại cái quá trình cái app, cái application nó sẽ sắp tới nó sẽ có trên Google Play và Apple Store. Tiền mặt crypto được thực hiện thuận tiện thông qua một cái cửa tiệm và được trả tiền ngay lập tức cho ví DealJoy của bạn, kiếm mã thông báo deal trên tất cả các giao dịch của bạn, rút tiền mã thông báo của bạn hoặc chi tiêu chúng trên DealShop. Đây là một số cái thương nhân và một số công ty rất là lớn trên toàn thế giới được hỗ trợ bởi DealJoy. Chúng ta có thể thấy nổi bật như Alibaba này, Booking này, DealTrend, eBay, Grabex, Hotel.com, Atom, Microsoft, Nike, Philips, Tripping, AliExpress. Đấy, rất là nhiều các công ty nổi tiếng trên toàn thế giới đang được hỗ trợ bởi DealJoy này. Chiến lược giá trị mã thông báo cuối cùng thì đây là một cái chiến lược, đó là buyback, tức là được sử dụng để mua thẻ deal từ các sàn giao dịch để được thanh toán bằng hoa hồng tiền mặt, đó là cộng thêm 80% doanh thu là token buyback. Những cái token nào mà không sử dụng, không bán được thì sẽ bị chạy đốt đi 1%, chứ khoảng 1% doanh thu. Và token staking, các bạn có thể staking cho năm 2019 với 10%. Đấy. Tối đa hóa khoản tiền tiết kiệm của bạn. Nếu bạn chi tiêu 250 đô la mỗi tháng khi mua sắm. Đấy, thì chi tiêu này. Đấy, thì sẽ kiếm được này. Đấy. Và bạn thông báo deal. Nó cũng tương xứng thôi, ví dụ 5.000 đô la thì sẽ được 4.800 đô la. Và chẳng hạn như thế này đúng không? Bạn thông báo deal tăng. Đấy, nếu mà ví dụ nó tăng chẳng hạn, nó tăng 300% giá trị. Đấy, thì các bạn có thể thấy khi bạn đầu tư 5.000 đô la thì đúng không, 5.000 đô la tăng 288 thì các bạn sẽ thu được như này. Đấy, ví dụ tăng 300%, đấy, cái số tiền rất là lớn ha. Đấy, hoạt động giữa khách hàng, thương nhân và trao đổi thì các bạn có thể thấy ở đây, đó là DealJoy. DealJoy đây nằm ở chính giữa trung tâm và nó sẽ cái deal token được đưa cho khách hàng. Khách hàng sẽ shopping thông qua cái DealJoy đó đến những cái thương gia. Những thương gia sẽ lấy những cái đồng DealJoy đó và sẽ tương tác với thằng DealJoy này. Đấy. Thì DealJoy cũng có token payback, cái chế độ token payback trên cái exchange ha. Đấy. Các bạn có thể đọc cái white paper của cái dự án này trên cái là giấy trắng ấy. Earn crypto by shopping online. Đây. DealJoy, và cái dự án này cũng khá là ổn với 41 trang. Thường là có nhiều trang là có vẻ là dự án cũng khá là ok. Đấy,
Về lộ trình roadmap thì chúng ta thấy ở đây, chúng ta sẽ đến quý 3 2018 thì ra trang web và white paper xây dựng cộng đồng bán tư nhân, quý 4 2018 thì bán mã thông báo phát triển nền tảng dài hạn nhóm, quý 1 2019 thì mở beta giới thiệu người bán và phát triển ứng dụng di động, quý 2 2019 ra mắt nền tảng công khai và hơn 100 người bán được hỗ trợ ứng dụng di động trực tiếp, 3 2019 thì for business live với hơn 500 người bán được hỗ trợ các mạng toàn cầu, quý 4 thì Deal Shop và Deal Feed trực tiếp hơn 1.000 người bán được hỗ trợ định vị giữa các nhà cung cấp cashback hàng đầu. Đi với tốt nhất thì chúng ta có thể thấy Deal Joy đây, Top Cashback và ePage. Thì đó là những cái so sánh giữa hai cái, đó là Top Cashback và ePage. Thì trong đây thì lịch biểu thanh toán thì ngay lập tức, trong khi mấy thằng này tốn từ 1 đến 2 đến 3 tháng chẳng hạn. Người hàng tối thiểu là không tối thiểu, không tối thiểu và 5 đô. Thông tin cá nhân được thu thập, cái này là không, tức là mọi người đều ẩn danh, tại vì sử dụng cái crypto nên rất là ẩn danh, nên bảo mật cho tất cả mọi người. Còn trong cái này top cashback thì eBay là phải khai báo rất là cụ thể, toàn cầu, mang hệ tính hệ thống toàn cầu đây. Còn top cashback và eBay thì mang tính không có toàn cầu, thanh toán bằng crypto đây. Phần thưởng đánh giá cao với sự phát triển nền tảng. Cửa hàng có một cái cửa hàng tích hợp đây, dự án hướng hướng cộng đồng đây. Và đây là cái thông tin của bán mã thông báo, thì chúng ta có 1 tỷ 400 triệu và tiêu chuẩn mã thông báo là ERC20, một ETH 40.000 deal và 980 triệu deal là dùng 70% dùng để bán. Soft cap là 1.700.000 đô và hard cap là 8.400.000 đô. Đây là cái phân bố mã thông báo và phân bố của ICO, mọi người có thể tham khảo thêm. Chúng ta sẽ cùng tham qua một số cố vấn, một số advisor chiến lược, advisor strategy của dự án này. Under Sarkadi, cố vấn kinh doanh. Janelle Lovasu, cố vấn sản phẩm. Ansi Unimoman, cố vấn chiến lược. Mark Van Tratum, cố vấn công nghiệp. Cố vấn ICO là Marco Calicia. Tiến sĩ George Bock, cố vấn pháp lý. Thằng này tao nhìn thấy mặt nó hoài vậy. Về nhóm, đội ngũ của team, chúng ta có thể thấy Tumulanis và là giám đốc điều hành và là founder của dự án này. Và co-founder là Oli Sopela, đồng hành là COO của dự án. Aleksey Kinyon, CTO. Risto Varas, đứng đầu thiết kế. Marin Lukainen, trưởng phòng tăng trưởng. Temu Gronovis, là Senior Software Developer. Và người cuối cùng là Esha Holland, nhà phát triển front-end cao cấp. Đây, đây mọi người có thể... đây là một cái số một cái thông tin ha, cái phần theo cái trang web của chúng ta. Ok, thì phần giới thiệu của mình về cái dự án của mình đến đây là kết thúc. Thì mọi người có thể hiện tại thì bây giờ chúng ta vẫn chưa có thể mua bán, chưa có thể đăng ký được, thì mọi người có thể nhập một cái email đây để nhận được cái thông tin mới nhất của từ cái dự án điều rồi này. Cái phần giới thiệu của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả mọi người trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.